Mày chạy chưa? Mày chạy. Action. Vô cái này lắm đọc. Vô cái này. Vô cái này. Vô cái này. Ông quậy ông khoảng ông xù, ông là buồn tình rồi cắt tóc đi tù. Ông chẳng ông dĩ ông dương, đi vô lò đầu gặp ông phai. Anh em chúng ta như đồ điên đồ con, anh em chúng ta có thằng cao thằng lùng. Đi vô xin con cây nhưng mà bên vòng tiền, đi vô mua xà bông nhưng mà bên giặt đồ. Anh em chúng ta như đồ điên đồ con, anh em chúng ta có thằng cao thằng lùng. Đi vô xin con cây mua xà bông nhưng mà quên giặt đồ. Ở thì tôi là khó, nhà tôi tướng ở trên mà lầm. Mấy năm giờ đi bán cá khô nên làn da của tôi là một ký cá khô nó tới 100 mà bà trả còn 50 à. Dù gì tôi cũng đẹp trai mà giờ không thấy tôi đi tìm lại. Thảo được để lúc này cho tao vô, tao hôm qua mới thấy bà vắng. Đến chiều nay tao bao luôn, bỏ tiền gốc dòng bây giờ cũng bởi nợ. Giờ hết dịch cầm cái bay đi gỡ nợ. Tao đăng hình mà tụi mày không vô lại. Muốn cầm anh thì tụi mày đã vô lại. Ông nào chơi sẵn ông xu, để mấy cái quần xì treo cố trên cây. Anh em chúng ta như đồ điên đồ khùng, anh em chúng ta có thằng cao thằng lùng. Đi vô xin cô cây nhưng mà quên vòng tiền, đi vô mua xà bông nhưng mà quên giặt đồ. Anh em chúng ta như đồ điên đồ khùng, anh em chúng ta có thằng cao thằng lùng. Đi vô xin cô cây nhưng mà quên vòng tiền, đi vô mua xà bông nhưng mà quên giặt đồ. Vì đứa trời tụi này nhí là mấy ông nào có tiền quay em đi tới chiếc chim của ông cậu. Mấy ông cố cho cầu đái mà không giàu, bắt con giàu không thấy tàu á mấy ông đâu. Chuyện này hơi đói vì chỉ tư là một mà mày tư gói tiền điện quay đông. Cũng đã hơn 1 triệu mà còn chưa nói về đồng tiền lâu. Để tìm đường sống, nếu không tìm được thì chỉ mà làm người nhà thằng thấu. Mẹ tao bắt cho đi hôm nay nửa thâu à nha. Dịch tớ cha ư có chiếc thị 16 dầu cà hay anh hốt. Gì nữa vậy? Mình như cái khô một bữa làm vậy na. Chứ còn bữa đã tới mà xuống chợ lên quanh đó phải.